Carbonara Color Lux, sắc màu của bạn, cá tính của bạn. Xin chào quý khán giả thân yêu của FPT Play. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang được chứng kiến những hình ảnh được truyền trực tiếp từ sân vận động Pleiku trong những diễn biến mới nhất của vòng 3 giai đoạn 2 Night World V-League 1 2023 với các trận đấu của các câu lạc bộ đang nằm tại nhóm B. Ngày hôm nay thì Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiếp đón những vị khách đến từ Đà Nẵng, câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Trọng tài chính điều khiển trận đấu này đó là ông Hoàng Ngọc Hà, cùng với đó là các trợ lý Phan Huy Hoàng và Nguyễn Trung Thiện. Ngày hôm nay thì Paulo sẽ không góp mặt trong đội hình xuất phát của đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai bởi án treo giò. Và đó là cơ hội để cho Quốc Việt là người được đá cao nhất trên hàng công cùng với Đinh Thanh Bình. Ở phía sau anh đó sẽ là các cầu thủ như Trần Bảo Toàn, Trần Minh Vương, Nguyễn Tuấn Anh, Washington Brandao và Châu Ngọc Quang, người đứng trong khung gỗ của đội khách trong ngày hôm nay. Đó vẫn sẽ là thủ thành Phan Văn Biểu. Bộ ba trung vệ của SHB Đà Nẵng lần lượt sẽ là Lương Duy Cường, Mauricio Pinto và Phan Đức Lễ. Năm cầu thủ sẽ thi đấu ở hàng tiền vệ đó sẽ là Đình Duy, Ngọc Toàn, Winston Brandon, Đặng Anh Tuấn và Nguyễn Công Nhật. Trên hàng công thì Phan Văn Long sẽ đá cặp cùng với đội trưởng Lucao, thủ đó là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và SHB Đà Nẵng. Như vậy là cuộc đối đầu giữa Hoàng Anh Gia Lai và SHB Đà Nẵng đã chính thức được bắt đầu. Hoàng Anh Gia Lai sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả cuộc đua trụ hạng trong mùa giải năm nay. Cho tới lúc này thì Văn Long vẫn chưa có được bàn thắng nào ở mùa giải năm nay. Đánh đầu không được. Cơ hội khá rõ rệt dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Không ai theo kèm với trung vệ Mauricio ở tình huống vừa rồi. Và cú đánh đầu của anh đã hướng trái bóng đến với vị trí của thủ thành Tuấn Linh. Đưa bóng vào. Sút bóng. Có thêm một cú dứt điểm nữa đến từ các cầu thủ áo màu cam. Phan Văn Long. Tình huống chờ bóng dành cho Lucao. Tiếng còi đã vang lên từ trọng tài Hoàng Ngọc Hà, nhưng không phải là để thổi phạt đền. Và đó là một tình huống ông đưa ra quyết định. Lucao đã rơi vào vị trí việt vị. Trọng tài biển đã phất cờ. Châu Ngọc Hoàng đánh gót dành cho Washington. Vẫn là Washington Brandao. Đưa bóng vào. Sút bóng. Không vào. Và phối hợp sắc nét uyển chuyển của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Người đã băng lên dứt điểm là Bảo Toàn. Trước đó thì pha phối hợp giữa Washington Brandao và Châu Ngọc Quang. Đưa bóng vào. Không được, dứt điểm. Chút xíu nữa thôi thì cầu thủ của đội chủ nhà đã có thể chớp được cơ hội. Còn đây là một tình huống trước đó có sự hiện diện của hai ngoại binh bên phía Hoàng Gia Lai, uy hiếp khung thành của SHB Đà Nẵng. Đầu tiên là Pape Diakite với một tình huống bật cao nhưng không thể đánh đầu chính xác. Thêm những khoảng trống. Phối hợp khá ổn. Không kịp. Nhưng bóng vẫn còn trong cuộc. Cơ hội cho SHB Đà Nẵng. Dứt điểm. Không vào. Tại sao không chơi đồng đội hơn? Đó là câu hỏi mà những ngoại binh như là Winston Brandon rồi cả Lucao gửi tới Công Nhật. Công Nhật đã rất cố gắng. Chúng ta có thể thấy là Lucao rồi cả Phan Văn Long đều đã giật lại và chờ đợi một tình huống mớm bóng đến từ Công Nhật. Nhưng thay vào đó thì số 22 đã quyết định dứt điểm từ góc hẹp. Nhưng Văn Triệu là người đã can thiệp. Phan Văn Long. Khá tốt. Anh Tuấn quan sát vào phía trong, đưa bóng vào. Khá nguy hiểm. Sẽ có một quả đá phạt góc được dành cho các cầu thủ bên phía SHB Đà Nẵng. Và sút bóng thẳng về phía khung thành của Huỳnh Tuấn Linh. Khi mình quan sát thấy thủ thành bên phía đối phương có phần lên cao. Đinh Thanh Bình đang dâng lên. Tiếp tục là Đinh Thanh Bình. Minh Vương xử lý như thế nào? Phối hợp với Đinh Thanh Bình. Cơ hội đây rồi. Sút bóng. Vê! Chỉ 3 người thôi và Hoàng Anh Gia Lai đã tạo ra được sự khác biệt. Minh Vương, Quốc Việt và Đinh Thanh Bình. Và niềm vui đã đến với các cổ động viên của đội chủ nhà. Minh Vương đã có một pha tỉa bóng thông minh. Đinh Thanh Bình di chuyển tới tận dụng khoảng trống và có một cú sút chéo góc đánh bại được thủ thành Phan Văn Biểu. Trước đó khi mà hàng phòng ngự của SHB Đà Nẵng dâng cao thì một tình huống mở bóng nhanh lên phía trên, Quốc Việt, Minh Vương là người đã mở ra được cơ hội cho Đinh Thanh Bình.
nhưng chỉ một tình huống thôi, họ để lộ ra khoảng trống và đã phải nhận bàn thua. Đây có thể là tình huống thứ hai chăng? Minh Vương và đổ người tốt của Phan Văn Biểu. Còn đây là pha bóng trước đó, chính Minh Vương là người đã uy hiếp khung thành của SB Đà Nẵng. Chúng ta cũng đã thấy nhiều cầu thủ bị trượt chân. Nguy hiểm. Bóng vừa cắt ngang khung thành của Hoàng Gia Lai. Phan Văn Long đánh đầu. Sẽ chỉ có phát bóng lên dành cho đội chủ nhà. Lại là một tình huống dâng cao và góp mặt trong những quả đá phạt góc đến từ trung vệ Mauricio Pinto. Trông Ngọc Hoàng, khu vực trung lộ là Minh Vương chuyền bóng nhanh và mở bóng dành cho Washington Randall. Dứt điểm. Không vào. Bóng đập trúng cột dọc. Những hy vọng vẫn đang ở lại với SHB Đà Nẵng. Bóng trong chân các cầu thủ Hoàng Gia Lai. Thêm một cú dứt điểm nữa. Thật trớ trêu là cú dứt điểm của Đinh Thanh Bình đưa bóng đập trúng chân, đập trúng người của Washington Randall, và sau đó là một cú dứt điểm kỹ thuật của Đình Lâm. Ít nhất thì Văn Biểu cũng đã có hai pha cứu thua cho các cầu thủ SHB Đà Nẵng. Ta sẽ cùng xem lại pha thoát xuống và dứt điểm bằng chân trái đến từ Washington Randall. Tình huống đổ người và can thiệp của Phan Văn Biểu cũng đã góp phần giúp cho SHB Đà Nẵng thoát thua. Và sau đó thì anh cũng giữ cho mình một sự tỉnh táo để cản phá cú đá của Đình Lâm. Lại một quả treo bóng. Có thể tiếp cận không? Cơ hội cho các cầu thủ SHB Đà Nẵng. Và bóng đã trở lại với vị trí của Tuấn Linh. Đã có một sự tranh chấp giữa Đình Bảo với Lucao. Nguy hiểm. Không vào. Đầu của Mauricio Pinto, người đã rời bỏ vị trí trung vệ và lên đá như một vị trí, lên đá vị trí của một tiền đạo. Vai của Huỳnh Tuấn Linh đã sượt qua cột dọc. Ở đó. Liên tiếp là những tình huống tranh chấp ở trên không. Lúc cao, làm gì? Dứt điểm. Nhưng bóng chỉ đi vào cạnh lưới mà thôi. Và tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên từ trọng tài Hoàng Ngọc Hà. Hoàng Gia Lai đã có được thắng lợi tới tối thiểu 1-0 trước các cầu thủ SB Đà Nẵng. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.